Okay, so this is the cave. Pretty scary, huh? Oh God. This is so cramped. Oh God, so cramped. Man, Jesus. Here it is, the Cave of Terror. Okay, so okay, that's the end of the tunnel. Yeah. We're going back home. Okay, then start some lights. Great. Yep, you're going back home. Okay. Okay, so we're over here. Wow, a speedboat. Oh wow. Look at all these mountains. Con á. Wow. Oh. That's a dog. There's there. It's a goat. A small goat. And not an impressive goat. Wow, so many goats. And they're small too. Vui như đi chảy hội. Okay, here it is. Chơi ở đông người vui chơi. Is it fun? Wow. Okay. Chúng nó đột biến như hạt như lan vậy. Và chúng nó có loại mấy chục triệu một nhánh. Chúng nó làm. Nó ghép đột biến. Chúng ơi, ăn bên này. Nó bắt đầu chui lên rồi đấy. Chị trèo gần mấy cái chỗ hoa chúng này bọn em ngắm tí không? Okay, yep, this is nice. Chị ơi,
This is nice. Yeah. Không em xem thôi chứ em không ngắt đâu. Okay. This is my phone. Không, không phải. Em đây anh ơi. Nắng to anh ạ. Vâng. Nắng to. Yes. Anh em đang ở Thái Bình. Và nắng to lắm à? Yeah, this is a fun trip. But we can get the water here. Đang làm lắp ráp mà xem mình thì ok được khỏi nói rồi. Wow, water so clear. Let me look at this. Vâng, nhưng đợt trước anh chọn hàng hàng mịn hay hàng thô? Wow. Anh trộn hàng thô đúng không? The water is so clear. Còn hàng thô này là anh bán cho hàng khác. And super cold too. Yeah. Thô trộn được mà. Thô trộn một nửa thô, một nửa mịn trộn vẫn ok. Em đang nói chuyện với anh thôi. Quá. Đúng rồi. Dân ở ngoài Bắc này có biết dùng hàng mịn đâu. Còn anh em xa la mình dùng ấy chứ. I'm gonna say ngoài Bắc này. Đúng rồi, chúng nó không hiểu về bản chất hóa cơ như anh em mình gọi là cũng biết tí là phào. Giải thích chứ chúng nó đầu đầu chúng Đông Á đang chê toàn bột là bột đấy. Còn chúng mày chưa làm cái loại hàng bột bao giờ thì cũng this is a fun trip, but all things have to end. Biết gì đâu. So bột nó mới đắt chứ đá. Vâng anh nha, thứ gì thứ hai em mới sang. Yes, the trip. Em đang đi có chút việc. Vâng, vâng. Dạ, đông được rồi, 14, 15 cốc là được rồi. 15 thừa thì để 14 thôi. 14 thôi anh ạ. Hàng của em là đến 14 thì mình chỉ làm đến 14 đến 15 là nó lên 30% rồi. Chỉ 28% thôi, là 14 thùng. Và thằng kia là hôm trước này em tính 18 cân thì là cái xô đấy 20 cân. Anh rồi rồi. Vâng vâng dạ. Anh ra khơi. Yeah. Đâu. Con bé ở trên Thái Lan. Con to là xuống của Mỹ. Mỹ con to. Đây này con lấy này này. Con vịt trời đây. A duck. Oh, come on. Phải mất rồi. Lấy từ đó. Kiếp nó lặn được. Nó lặn siêu lắm. Con này nó lặn giỏi, bay giỏi. Ăn viên nhìn này, mãi nó không lộn lên. Còn lâu. Cậu có con gì mà giỏi? Con vịt trời. Ý là con giỏi. Còn nhiều con nó còn giỏi hơn con người nhiều. Con chim cắt nó bay từ Thái Lan sang đến tận Nigeria hay là Nam Phi. Người ta gắm đâu thì biết rồi. Nó cao đi cầu. Con ngỗng nó còn vừa bay nó vừa ngủ được. Nó có định hướng bay được. Lợn. Lợn thì con mũi nó như chỗ hút tù tỏa. Đúng rồi. Mà nó chỉ tắm khi khi. Mà nó lại khịt khịt. Hình thẳng răng nó lại chia ra. Con biết nó đá con lợn đúng không? Hình thẳng nó lại. This is the road, yeah. Mẹ ơi, em chào cả mẹ còn 5% thôi, con cắt gì nữa? Con không thì con thích trình không cũng được, chứ con không như thế.
điện thoại của bố đây này. Well, bye guys. Con không làm theo cam kết này con. See you again.